Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 2145, thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi đánh tan thành viên của cái thế gia tộc, Thạch Phong cũng không vội nhặt đồ rơi ra, mà quay đầu nhìn về phía bá đao trường không cách đó không xa, cười nói. Bá đao hội trưởng, hiện tại vấn đề cái thế gia tộc đã được xử lý xong, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì muốn nói. Tuy lời nói của Thạch Phong vô cùng bình thản, nhưng đối với Bách Thế Hoàng Triều lúc này mà nói, nhìn Thạch Phong từng bước đi tới, giống như là mảnh thú hồng hoang, tới gần, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, sau lưng lại tú mồ hôi lạnh, hận không thể xoay người bỏ chạy. Một người giết cho hơn vạn người của cái thế gia tộc phải chạy tán loạn. Nếu trước kia có người nói với bọn họ như vậy, bọn họ nhất định cười nhạo, nhưng hiện tại bọn họ lại thật sự không cười nổi. Bách thế hoàng triều bọn họ đã giao thủ nhiều lần với cái thế gia tộc, có thể nói là tám lạng nửa cân, Thạch Phong đã có thể một mình lực ép cái thế gia tộc, tất nhiên cũng có thể lực ép bách thế hoàng triều bọn họ lúc này sắc mặt bá đao trường không vô cùng khó coi sớm biết vậy có đánh chết hắn cũng sẽ không tới đây thò một chân vào vị cao thủ bằng hữu này ta nghĩ giữa chúng ta chắc có hiểu lầm gì đó ta chỉ là không quen nhìn cái thế gia tộc ngông nghênh như vậy mới muốn mời ngươi gia nhập sớm biết cao thủ huynh lợi hại thế này ta cũng sẽ không nhiều chuyện như vậy có chỗ nào mạo phạm bá đao ta nguyện ý thanh toán một vạn viên ma thủy tinh làm bồi thường Bá đao trường không nhìn Thạch Phong, không khỏi cung kính nói, không còn cảm giác cao cao tại thượng lúc trước. Bá đao này đúng là sông sen. Cô cửu cực kinh tháng nói. Chỉ là vì bồi lễ, lấy ra một vạn viên ma thủy tinh, theo cô cửu cực bá đao trường không quả thực là điên rồi. Phải biết rằng cho dù là đoàn mạo hiểm nổi danh như cực quan chi kiếm bọn họ, đến bây giờ cũng chỉ chậm rãi tích trữ được hai 000 viên ma thủy tinh mà thôi mà ma thủy tinh ở hàng phong thành có thể nói là vật phẩm ác không thể thiếu khi chế tác vũ khí trang bị đều cần dùng ma thủy tinh để tới phòng làm việc đặc thù của hiệp hội sinh hoạt như vậy mới có thể đề thăng sắc xuất chế tác thành công cộng thêm sự tồn tại của sân thi đấu thần ma cũng cần tiêu tốn rất nhiều ma thủy tinh căn bản là không tích trữ được nhiều ở trong hàng phong thành tuy chỗ thu hoạch ma thủy tinh không tính là ít nhưng một hơi lấy ra một vạn viên ma thủy tinh đối với Bách Thế Hoàng Triều mà nói cũng coi như là thương cân động cốt rồi. Nhưng cô cửu cực không phải một hội trưởng, không biết suy tính của bá đao trường không. Đối với loại cao thủ cấp bậc như Thạch Phong, nếu bị ghi hận, thỉnh thoảng ở giả ngoại giết thành viên tinh anh hoặc là đoàn chủ lực công hội mấy phát, bọn họ cũng không chịu nổi, hơn nữa bọn họ lại không làm gì được Thạch Phong, thời gian dài như vậy tổn hại đối với công hội chính là tương đối lớn một vạn viên ma thủy tinh này trừ là bù đắp sai lầm phần lớn là muốn kéo gần quan hệ với thạch phong một vạn viên ma thủy tinh thạch phong cũng hơi kinh ngạc không ngờ tài nguyên của hàng phong thành còn phong phú hơn tưởng tượng của hắn theo hắn bách thế hoàng triều cũng vậy cái thế gia tộc cũng thế đều chỉ là tiêu chuẩn công hội tam lưu của thần vực đại lục mà thôi muốn lấy ra một vạn viên ma thủy tinh đã khiến công hội phải học ba lít máu rồi nhưng nhìn bộ dạng của bá đao trường không cũng chỉ là đau thịt mà thôi. Mà bá đao trường không nhìn thấy Thạch Phong khẽ nhíu mày, giống như không quá hài lòng, không khỏi cắn răng nói. Nếu cao thủ huynh cảm thấy vẫn chưa đủ, không biết cộng tấm bản đồ này thì thế nào? Nói xong bá đao trường không từ trong ba lô lấy ra một tấm da thú cũ nát tỏa ra khí tức cổ xưa, tuy thời gian của da gia thú đã rất lâu, nhưng trên da thú vẫn tỏa ra uy áp. Uy áp này chỉ có một chút, lại khiến tất cả người ở đây có một loại sợ hãi không nói nên lời. Đây là thần uy. Thạch Phong kinh ngạc nhìn nhìn gia thú trong tay bá đao trường không. Thần uy chính là khí tức đặc hữu mà chỉ thần linh mới có, phàm là vật phẩm có thể lây dính loại khí tức này, đều không phải vật phẩm phổ thông, càng đừng nói là xuất hiện ở nơi như Băng Tinh Thế Giới. Tuy cấp bậc của Băng Tinh Thế Giới rất cao, nhưng tối đa cũng chỉ là thừa nhận được sinh vật bậc 5, thần linh bậc 6 thần linh là không thể tiến vào, mà trong Băng Tinh Thế Giới có thể xuất hiện vật phẩm thần linh từng dùng vậy càng quý giá đặc thù cao thủ huynh cảm thấy thế nào bá đao trường không nhìn thạch phong đã cảm thấy hứng thú với gia thú không khỏi cười cái thứ gia thú này hắn đã có được một đoạn thời gian rất dài rồi tuy biết rất quý giá nhưng không phát hiện ra huyền bí trong đó nếu có thể khiến thạch phong cảm thấy hài lòng có quan hệ tốt với bách thế hoàng triều bọn họ cũng coi như là một chuyện không tồi được thạch phong gật đầu mục đích hắn đến băng tinh thế giới là để lấy vĩnh hằng băng tinh chứ không phải tới để nhất thống hàng phong thành tất nhiên cũng không cần thiết phải giao thủ với công hội nơi này nếu không phải cái thế gia tộc chủ động tìm hắn hắn cũng sẽ không xuất thủ thu thập nghe thấy thạch phong đáp ứng bá đao trường không cũng thở vào nhẹ nhõm lập tức đưa một vạn viên ma thủy tinh và gia thú cho thạch phong về phần vũ khí trang bị rơi ra trên đường thạch phong cũng bán cho bá đao trường không với giá rẻ không phải đổi thành kim tệ thì chính là đổi thành các loại tài liệu hiếm có. Ba lô không gian của người chơi, một kiện trang bị chiếm một ô, nhưng tài liệu thì khác, có thể để rất nhiều vào trong một ô, có thể tối đại hóa vật phẩm mang theo. Đối với điều này bá đạo trường không cũng rất cao hứng. Lần này thành viên của các thế gia tộc tới đây đều là tinh nhuệ, mà Thạch Phong lại kích sát rất nhiều cao thủ, vũ khí trang bị rơi ra đều là cực phẩm của hàng phong thành một lần giao dịch khiến cho Thạch Phong có được tài liệu hiếm có giá trị gần 8.000 kim tệ, nếu lấy ra bán được hơn 2 vạn kim tệ cũng không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng hơn 2 vạn kim tệ lại không mua được những tài liệu hiếm có này. Có những tài liệu này, đủ cho các đoán tạo sư của Chúc Hỏa Thương Hành trong khoảng thời gian ngắn đề thăng trên diện rộng, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một đoán tạo đại sư. Sau khi có được tài liệu, Thạch Phong trực tiếp chạy tới đồ thư quán của hàng Phong Thành mà tin tức thạch phong lực ép cái thế gia tộc giống như phát điên truyền khắp toàn bộ hàng phong thành, khiến người chơi trong thành đều chấn động. Quá trâu. Một người có thể áp chế cái thế gia tộc, còn khiến bách thế hoàng triều phải kính nhường ba phần, nếu ta có một nửa thực lực của hắn thì tốt. Lần này đệ nhất cao thủ của hàng phong thành chúng ta phải đổi người rồi, lúc trước đều công nhận là kinh vô mệnh, hiện tại chắc là kiếm sĩ vô danh này. Không biết vị cao thủ này có thu đồ đệ không, nếu thu đồ đệ, hoặc là mở đoàn mạo hiểm, công hội, ta nhất định sẽ báo danh đầu tiên. Trong nhất thời toàn bộ người chơi của hàng phong thành đều bắt đầu nghị luận về chuyện của Thạch Phong, hơn nữa bởi vì sự xuất hiện của Thạch Phong, cục diện hai bá chủ trong thành thị trực tiếp biến thành một siêu hai cường. Mà trong cấm địa sinh mệnh băng tuyết đại liệt cốc ở cảnh nội hàng phong thành, lúc này một nam tử lạnh lùng mặt chiến giáp màu lam, tay cầm tử điện trường thương đang chiến đấu với một con đống thổ ma lan đại lĩnh chủ cấp 54. Rõ ràng lực lượng và tốc độ của đống thổ ma lan đều không bình thường, nhưng lại không làm gì được nam tử này, ngược lại bị hạn chế khắp nơi. Bởi vì sự tồn tại của nam tử mới khiến đoàn đội 20 người này mới có thể thoải mái đối phó đống thổ ma lan. Trong thời gian không đến 10 phút, đống thổ ma lan ngã xuống đất rơi ra mấy kiện vật phẩm mà điểm kinh nghiệm có được cũng khiến mọi người tăng vọt. Ngay khi đoàn đội này đang nghỉ ngơi, một nữ kiếm sĩ anh tư hiên ngang trong đoàn đội đột nhiên nhìn về phía nam tử lạnh lùng đang hai mắt khép hờ, cười nói. Vô mệnh, lúc trước không phải ngươi một mực khoe khoang mình là người mạnh nhất trong hàng phong thành à. Hiện tại ngươi có đối thủ rồi. Đối thủ? Kinh vô mệnh đột nhiên mở mắt, lắc đầu nói. Theo ta thấy cao thủ của hàng phong thành, chỉ là một đám ít ngồi đáy giếng ngay cả nhập môn cũng chưa đạt tới mà thôi, muốn làm đối thủ của ta, vẫn sớm 10 năm ta nói tới không phải là những người đó kiếm sĩ mục tiêu tiêu thản nhiên cười nói lúc trước không phải ngươi tinh vi lắm à nhưng ngươi có thể một mình đánh cho hơn vạn tinh nhuệ của cái thế gia tộc phải chạy đầy đường không sao có thể đó chính là hơn vạn tinh nhuệ của cái thế gia tộc kinh vô mệnh lường mục tiêu tiêu một cái ngươi còn một mực tự khoác lác là không ai có thể địch lại hàng phong thành à cho ngươi xem một chút này ngay vừa rồi có một cao thủ kiếm sĩ một mình lực ép cái thế gia tộc, khiến bách thế hoàng triều cũng phải chủ động đưa lên bồi thường. Một tiêu tiêu cười cười chia sẻ tư liệu cho kinh vô mệnh, cười nói. Điều đó là không có khả năng. Kinh vô mệnh nhìn video chiến đấu trong hàng phong thành, hai mắt không khỏi mở to. Sao lại có cao thủ mạnh như vậy được? Thế nào? Không phải lúc trước ngươi nói nghề nghiệp kiếm sĩ không ra gì à? Giờ thì biết kiếm sĩ chúng ta lợi hại thế nào rồi chứ? mục tiêu tiêu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của kinh vô mệnh không khỏi hơi đắc ý nói đích xác lợi hại ta và hắn căn bản không phải cùng một cấp bậc kinh vô mệnh rất dứt khoát thừa nhận nghe thấy kinh vô mệnh nói như vậy cũng khiến mục tiêu tiêu sửng sốt vốn tưởng rằng có thể đã kích kinh vô mệnh một chút báo thù lúc trước kinh vô mệnh một mực đã kích nàng không chờ một tiêu tiêu nói tiếp kinh vô mệnh lập tức đứng lên từ trong ba lô lấy ra quyển trục trở về thành người muốn làm gì mục tiêu tiêu ngạc nhiên nói còn cần phải hỏi à đương nhiên là đi tìm cao thủ đó trong mắt kinh vô mệnh không nén được vẻ kích động ngươi điên rồi chúng ta vất vả lắm mới tới được đây giờ ngươi lại trở về mục tiêu tiêu không khỏi nghẹn lời theo kinh vô mệnh hóa thành một đạo bạch mang biến mất bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra quyển trục trở về thành ai nấy đều về theo mà ở khu quý tộc của hàng phong thành thạch phong ngồi trên xe ngựa cao cấp lúc này cũng không nhịn được lấy ra gia thú bá đao trường không đưa cho hắn xem thử. Chẳng trách bá đao trường không cũng bất lực. Thạch phong ấn gia thú, tin tức biểu hiện ra trừ tên là gia thú cũ nát, tin tức khác đều là không biết. Tuy gia thú này tỏa ra thần uy, nhưng bởi vì thời gian đã quá xa xưa, ngay cả gia thú cũng đã với vô cùng tổn hại, càng đừng nói là văn tự và tranh vẽ bên trên, muốn phân biệt thì độ khó là vô cùng cao. Có điều đối với giám định phân biệt vật phẩm, Thạch Phong tự tin lợi hại hơn cả giám định đại sư. Ta cũng muốn nhìn xem đây là gì. Thạch Phong lập tức mở ra toàn tri chi nhãn bắt đầu tra xét. Trong nháy mắt kiểm tra, hệ thống cũng tự động biểu hiện ra cuộc giải độc. Thạch Phong nhìn cuộc giải độc đặc thù biểu hiện ra, không khỏi hơi sửng sốt. Sao có thể? Đây rốt cuộc là gì thế? Toàn tri chi nhãn giám định vật phẩm cấp ám kim đều sẽ không vượt quá 10 giây, hiện giờ giám định một tấm da thú mà không ngờ cần khoảng 30 giây. Thời gian này là ngay cả vật phẩm cấp sử thi cũng không bằng. Theo thời gian từng giây trôi qua, đồ án và văn tự trên da thú cũng đang không ngừng được tu chỉnh, cho tới khi cuộc giải độc triệt để kết thúc, da thú vốn rách mướp cũng giống như có được sức sống và sinh cơ, bắt đầu không ngừng khôi phục. Trong nháy mắt da thú cổ xưa biến thành rực rỡ hẳn lên. Đây là Cổ thần điện Thạch Phong nhìn da thú mới trong tay, cũng có có chút không thể tin được vào hai mắt của mình. Dạ Phong đại ca, xảy ra chuyện gì à? Nhạn Á ở bên cạnh nhìn Thạch Phong, kỳ quái hỏi. Người khác ngồi trong xe cũng rất tò mò nhìn Thạch Phong, lúc trước Thạch Phong đối mặt với đại quân vạn người cũng vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng hiện tại xem gia thú mà bá đao trường không đưa cho lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không có gì, chỉ cảm thấy cuộc giao dịch với bá đao trường không này không tồi. Thạch Phong cười cười nói. Tuy ngoài miệng Thạch Phong nói như vậy, có điều trong lòng lại kích động vạn phần. Cổ thần điện Đây là một thần điện thần bí, vô cùng cổ xưa, cụ thể là ai kiến tạo thì không thể khảo cứu, có điều bên trong mỗi một vị thế giới đều có thần điện như vậy. Trong thần điện này là nguy hiểm vạn phần, cũng có quái vật vô cùng cường đại trấn thủ, đồng thời còn có rất nhiều thuật thức cạm bẫy, có thể nói là vô cùng nguy hiểm, nhưng cho dù là như vậy, người chơi sinh tồn trong dị thế giới cỡ lớn vẫn sẽ giống như phát điên tiến vào cổ thần điện này không bởi vì gì khác chỉ bởi vì cổ thần điện là thông đạo để rời khỏi dị thế giới tiến vào thần vực đại lục rất nhiều người chơi cao thủ của dị thế giới sẽ theo thực lực đề thăng dần dần tiếp xúc với tin tức liên quan tới cổ thần điện sau đó sẽ đi thăm dò cổ thần điện sau khi xâm nhập cổ thần điện cuối cùng thì tiếp xúc với thần vực đại lục có điều bình thường đạt tới giai đoạn này có thế nào cũng phải cấp hơn trăm. Bởi vì khu vực chỗ cổ thần điện, cấp bậc bình thường đều vô cùng cao, hơn nữa vô cùng bí mật rất khó phát hiện. Nhưng bản đồ gia thú bá đao trường không đưa cho hắn, bên trên ghi lại vị trí và tin tức tương quan tới tất cả cổ thần điện trong toàn bộ băng tinh thế giới, căn bản không cần đi tìm và mạo hiểm. Lúc này Thạch Phong mới hiểu được, vì sao giám định một tấm gia thú cũng cần thời gian 30 giây, thời gian còn dài hơn cả giám định vật phẩm cấp sử thi. Như vậy tính ra, giá trị của bản đồ cổ thần điện trong tay hắn là vượt xa vật phẩm cấp sử thi. Dẫu sao ai có tấm bản đồ này, người đó sẽ nắm quyền chủ động của băng tinh thế giới. Chỉ cần sớm đã thông thông đạo của cổ thần điện, có thể tùy ý vận chuyển tài nguyên của hai thế giới, chỉ là lợi nhuận thu hoạch được đã đủ để khiến công hội siêu cấp cũng phải động lòng không thôi, hơn nữa thông đạo này được đã thông càng sớm, lợi nhuận có thể đạt được cũng lại càng lớn căn bản không phải là mấy kiện vật phẩm cấp sử thi có thể so sánh. Mà ghi lại trên bản đồ cổ thần điện, cấp bậc thấp nhất của cổ thần điện là bản đồ cấp 50 đến cấp 70, hơn nữa nơi này chính là khu vực cấm địa sinh mệnh nối các thành thị NPC lớn của băng tinh thế giới, ví dụ hàng phong thành thì chính là băng tuyết đại liệt cốc. Chỉ là nơi này nằm dưới lòng đất ở khu hạch tâm của băng tuyết đại liệt cốc, muốn tìm được là vô cùng khó. Cho dù thực sự có người có thể phát hiện, Lúc đó cấp bậc của người chơi chủ lưu ở băng tinh thế giới không biết đã là cấp bao nhiêu rồi. Có gia thú này, chuyến đi tới băng tinh thế giới lần này đúng là không vô ích. Thạch Phong nhìn vị trí chỗ cổ thần điện, trong lòng không khỏi có thêm rất nhiều kế hoạch khác. Vốn hắn được truyền tống đến đây là để làm nhiệm vụ, nếu rời khỏi muốn trở về, trừ khi ở băng tinh thế giới có người mở ra cửa truyền tống thời không cổ thần điện, hơn nữa người mở ra cửa truyền tống thời không còn nguyện ý công khai vị trí truyền tống mới được. Bởi vì không có cửa truyền tống thời không của thần vực đại lục, hắn không thể tiến vào băng tinh thế giới. Nhưng hiện giờ thì khác, nếu hắn có thể mở cổ thần điện, tùy ý đi tới đi lui giữa hai nơi này, chắc chắn sẽ khiến linh vực công hội lại có thêm một bảo đảm, hơn nữa khác với hắc ám động quật, hắn tối đa chỉ có thể mang theo một số người qua lại hắc ám động quật. Nhưng mở ra được cửa truyền tống thời không của cổ thần điện thì lại không có hạn chế này. Đương nhiên tiền đề là có thể thanh toán được phí dụng truyền tống. Cửa truyền tống thời không cũng do NPC vô cùng cường đại chấp chưởng, mỗi lần truyền tống sẽ căn cứ vào cự ly giữa hai thế giới để quyết định phí dụng, bình thường đều là một người 20 viên ma thủy tinh đến 50 viên ma thủy tinh, mà hắn cũng từng thấy giá cao nhất là truyền tống một người mất một viên ma tinh thạch. Người chơi bình thường thật sự không truyền tống nổi, cũng chỉ có người chơi tinh anh và cao thủ mới có tiền để chạy qua lại giữa hai thế giới. Có điều chút tiêu hao này đối với công hội lớn mà nói thì không đáng nhắc tới, dẫu sao trong mỗi dị thế giới đều có tài nguyên riêng biệt, ở trong thần vực là vô cùng hiếm có, nếu chỉ tiêu tốn một số phí truyền tống là có thể có được, tất nhiên là chuyện rất thích ý, so sánh với nhiệm vụ có được 10 viên vĩnh hằng băng tinh này. Đã thông thông đạo của cổ thần điện chắc chắn là quan trọng hơn. Chỉ cần đã thông được thông đạo truyền tống của cổ thần điện, cho dù không thể dùng 10 viên vĩnh hằng băng tinh để có được thời chi thủ liên, cũng có thể dùng tài nguyên của băng tinh thế giới trong khoảng thời gian một tháng là có được 500 vạn viên ma thủy tinh, đến lúc đó trực tiếp mua là xong. Xem ra sau này phải tới cổ thần điện một chuyến để xem thử rồi. Thạch Phong nghĩ đến đây, lập tức bắt đầu nghiêm túc kiểm tra tin tức của cổ thần điện được ghi chép trên bản đồ. Bất kỳ một tòa cổ thần điện nào cũng đều không thể xem thường, theo tin tức hắn biết. Sự xuất hiện của mỗi một tòa cổ thần điện bình thường đều cần thời gian khá dài mới có thể công đánh, dựa vào lực lượng của một mình hắn hiện tại muốn đã thông cổ thần điện, không phải là chuyện dễ dàng. Về phần chuyện vĩnh hằng băng tinh, Thạch Phong định tới đồ thư quán xem đã rồi tính. Nếu có thể có biện pháp có được 10 viên vĩnh hằng băng tinh, cũng có thể bớt đi một khoản lớn ma thủy tinh cho hắn. Sau khi Thạch Phong xem ghi chép về cổ thần điện trên bản đồ gia thú, lập tức cũng cảm thấy đau đầu. Độ khó công đánh cổ thần điện thực sự không phải là lớn bình thường, hiện tại hắn mới hiểu được nguyên nhân vì sao những công hội lớn trong dị thế giới thậm chí công đánh hơn một tháng cũng không thu phục được. Chỉ là loại cổ thần điện cấp bậc thấp nhất băng tuyết đại liệt cốc này, đều do quái vật truyền kỳ cấp 70 trấn thủ, độ khó công đánh là không cần nghĩ cũng biết. Phải biết rằng công đánh băng tuyết đại liệt cốc cũng chỉ là kích sát đại lĩnh chủ cao cấp cấp 70 cửu đầu địa long mà thôi, tuy hai bên trên lệch một bậc, nhưng thực sự là một trời một vực. Dựa vào một mình hắn căn bản không thể tiêu diệt được bóc truyền kỳ cấp 70 Cửu cực huynh, có thể nhờ ngươi hỗ trợ một việc không? Thạch phong xem xong ghi ghép của cổ thần điện Lập tức quay đầu nhìn về phía cô cửu cực hỏi Hỗ trợ Cô cửu cực kinh ngạc nói Từng, ta muốn thành lập một đoàn mạo hiểm ở hàng phong thành Thạch phong lập tức mở miệng nói Thành lập đoàn mạo hiểm Dạ phong đại ca, ngươi nói thật à mọi người trong xe ngựa cao cấp nhìn Thạch Phong, trong nhất thời đều ngây ra một lúc, cho rằng mình nghe lầm. Lúc trước Thạch Phong rõ ràng không có hứng thú lắm với thành lập thế lực của mình, hơn nữa Thạch Phong là từ khu vực khác đến hàng phong thành, chỉ là để làm nhiệm vụ mà thôi. Mà hiện giờ Thạch Phong nói muốn thành lập một đoàn mạo hiểm, thật sự khiến bọn họ vừa kinh ngạc lại vừa kích động. Nếu đoàn mạo hiểm có cao thủ như Thạch Phong tỏa trấn, muốn không phát triển cũng khó. Cộng thêm đại chiến ở hàng phong thành, hiện giờ danh khí của thạch phong ở hàng phong thành là không ai không biết đừng nói thành lập đoàn mạo hiểm cho dù là thành lập một công hội cũng không có bất kỳ vấn đề gì bọn họ đã có thể đoán được đến lúc đó sợ rằng người chơi xếp hàng gia nhập có thể từ trên con đường thương nghiệp nối dài đến cửa lớn của hàng phong thành cần chúng ta làm gì à hai mắt cô cửu cực cũng sáng trực lúc trước hắn đã từng nghĩ nếu thạch phong muốn thành lập thế lực của mình hắn nhất định sẽ gia nhập dẫu sao thực lực hay là trình độ kỹ thuật thạch phong thể hiện ra đều cao hơn hắn rất nhiều giống như là mở ra cánh cửa lớn của tân thế giới có điều thạch phong lại không có hứng thú với chuyện này cho nên hắn cũng không hỏi chỉ muốn sau khi có thể kéo gần quan hệ lại nghĩ biện pháp thỉnh giáo có điều hiện tại lại bớt đi công phu này lúc trước mục đích hắn thành lập đoàn mạo hiểm chính là một lòng đề thăng trình độ của bản thân dấn thân mạo hiểm trong phó bản và các di tích lớn chứ không thích tham dự vào tranh đấu giữa công hội một điểm chính yếu là hắn không thích tác phong làm việc của cái thế gia tộc và bách thế hoàng triều cho nên mới thành lập đoàn mạo hiểm vốn nghĩ nếu không kháng được thì gia nhập đoàn mạo hiểm số một hàng phong thành lãng tâm nhưng hiện tại xem ra việc này có thể miễn đi được rồi ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tuyên truyền một chút nhân tiện tổ chức một công tác tuyển nhận là được thạch phong nghĩ nghĩ một chút nói đoàn mạo hiểm ta muốn thành lập không cần quá nhiều người có 3 đến 5 ngàn người là đủ rồi, yêu cầu thấp nhất để chính thức tiến vào đoàn mạo hiểm là đạt tới tầng thứ 5 của tháp thí luyện, sau này còn có thể dần dần tăng lên. Ở trong hàng phong thành cũng có sân thi đấu thần ma, chỉ là sân thi đấu thần ma này không liên thông với sân thi đấu của thành thị khác, nhưng cũng không ảnh hưởng tới người chơi sử dụng tháp thí luyện. Tầng thứ 5 Nhạn Á vừa nghe vậy, lập tức há to miệng. Dạ phong đại ca, Yêu cầu này của ngươi sợ là trong toàn bộ hàng phong thành không có bao nhiêu người có thể đạt tới, cao thủ bình thường cũng chỉ chính là tầng thứ tư của tháp thí luyện mà thôi. Nàng ở trong cực quan chi kiếm cũng coi như là cao thủ xếp hạng cao, nhưng cũng mới từ từ đạt tới tầng thứ năm mà thôi. Quý giỏi không quý nhiều, đương nhiên trừ trách nhiệm này ra, chỉ cần thỏa mãn một bộ kiểm tra khác, cũng có thể gia nhập đoàn mạo hiểm. Thạch Phong nói xong lấy ra tiêu chuẩn kiểm tra của linh dực công hội, trực tiếp triển lãm cho đám người cô cửu cực. Ở trong thần vực cường giả là cường giả, thiên tài là thiên tài. Tất nhiên cũng phải lưu lại một chút cơ hội cho người chơi có tiềm lực. Đó chính là trở thành thành viên dự bị, sẽ có một thời kỳ khảo sát, xem tốc độ tiến bộ trong thời kỳ này, đạt tới tiêu chuẩn thì có thể gia nhập, không đạt được cũng chỉ có thể thông qua bài kiểm tra đầu tiên, đạt tới tầng thứ 5 của tháp thí luyện, tuy làm như vậy có chút phiền phức có điều có thể trên hạng độ lớn nhất giữ lại người mới có tiềm lực. Đương nhiên muốn trở thành thành viên dự bị, cũng có một tiêu chuẩn thấp nhất, đó chính là đạt tới tầng thứ tư của tháp thí luyện. Tầng thứ tư của tháp thí luyện trước mắt mà nói vẫn rất cao, nhưng theo trình độ của người chơi không ngừng đề thăng, có thể nói là một trình độ tương đối đại chúng, nếu ngay cả tầng thứ tư cũng không đạt tới, vậy cũng không có ý nghĩa tham gia khảo hạch. Nhưng cho dù là như vậy, cũng sửng sốt, liếu lưỡi không thôi người chơi có thể đạt tới tầng thứ tư của tháp thí luyện ở hàng phong thành đặt vào trong hai công hội lớn đều là tin anh kết quả chạy tới đoàn mạo hiểm chỉ có thể làm dự bị nếu để người chơi của hàng phong thành biết nhất định sẽ nói bọn họ điên rồi một đoàn mạo hiểm mà thôi phúc lợi làm sao có thể so sánh với công hội đơn thuần trên cấp bậc đã bị công hội bỏ xa một đoạn kết quả tiêu chuẩn tiến vào còn cao hơn công hội không chỉ một bậc đến lúc đó đừng nói là chiêu mộ được năm ngàn người ngay cả một ngàn người có thể chiêu mộ được hay không cũng là một vấn đề rất lớn. Dạ Phong Huynh, không biết ngươi định gọi đoàn mạo hiểm là gì? Cô cửu cực hỏi. Tên của đoàn mạo hiểm à? Thạch Phong nghe thấy cô cửu cực nói như vậy, nghĩ đến lúc trước người khác đều gọi hắn là Tu La, lập tức nói. Vậy gọi là đoàn mạo hiểm Tu La đi. Vốn hắn muốn đơn giản một chút, trực tiếp gọi là đoàn mạo hiểm linh dực, bởi vì đoàn mạo hiểm này hắn vốn định dùng để trở thành quân dự bị của thành viên hạch tâm linh dực công hội có điều nghĩ nghĩ một chút vẫn thôi dẫu sao trong thần vực có rất nhiều cao thủ đều không thích sự trói buộc của công hội đến lúc đó nếu những người này không muốn gia nhập linh dực công hội hoàn toàn có thể để bọn họ gia nhập đoàn mạo hiểm tu la như vậy đoàn mạo hiểm tu la có thể chuyên môn hợp nhất những cao thủ tự do đó cùng linh dực công hội hình thành bù đắp cho nhau dạ phong huynh ta có thể dẫn theo đoàn mạo hiểm cực quan chi kiếm ta thành lập gia nhập không? cô cửu cực hít một hơi thật sâu, nhìn thạch phong khẩn trương hỏi. đương nhiên là có thể, nếu có cửu cực huynh gia nhập, có thể giúp ta được rất nhiều. chỉ cần thành viên trong đoàn đội của ngươi có thể đạt được bất kỳ cái nào trong hai tiêu chuẩn, đều có thể gia nhập. thạch phong cười nói. đối với thực lực của cô cửu cực, hắn đã quan sát đại thái, hơn nữa cũng nghe nhạn á nói rồi. MT xếp trong top 3 của hàng phong thành, hơn nữa thực lực lại đạt tới đoạn sau tầng thứ 6 của tháp thí luyện, cách tầng thứ 7 chỉ còn một bước, tuy không nắm giữ kỹ xảo chiến đấu cao cấp, nhưng cách nửa bước nhập vi đã không xa, đặt vào trong linh vực công hội, trình độ chiến đấu trong MT đơn thuần đủ để xếp vào top 10. Đây đã là thành tích rất không tồi, dẫu sao thành viên hạch tâm của linh vực công hội đều trải qua các loại chỉ đạo và huấn luyện, có thực lực như hiện giờ là bình thường, mà cô cửu cực thì không phải, hắn chưa được tiếp nhận huấn luyện chính quy hoàn toàn là dựa vào bản thân tự lần mò hiện giờ có thực lực như vậy đã là rất khó huấn luyện và chỉ đạo thêm một chút là có thể bước vào nửa bước nhập vi chỉ cần cho đủ thời gian bước vào nhập vi cảnh là không có bất kỳ vấn đề gì cao thủ như vậy sao hắn có thể không chào đón về phần người không thể đạt tới tiêu chuẩn của cực quan chi kiếm cũng chỉ bỏ qua dẫu sao thành lập công hội cũng vậy thành lập đoàn mạo hiểm cũng thế quy củ là rất quan trọng, bằng không không thể khiến người ta tin phục. Ta hiểu rồi. Cô cửu cực cũng ý của Thạch Phong, đoàn mạo hiểm phải là cao thủ, về phần thành viên không thể đạt tiêu chuẩn, bên hắn cũng chỉ có thể tận lực làm ra một chút bồi thường. Sau đó Thạch Phong ở trên xe ngựa chế định một số đãi ngộ phúc lợi cho đoàn mạo hiểm với đám người cô cửu cực. Dẫu sao yêu cầu vào đoàn của Thạch Phong rất cao, nếu không có đãi ngộ phúc lợi tương ứng, sợ rằng người chơi muốn gia nhập sẽ rất ít không giống đoàn mạo hiểm khác, chỉ là mọi người tụ cùng một chỗ hạ phó bản mà thôi, có thể lúc tụ lúc tán. Bất tri bất giác, xe ngựa cao cấp dừng lại trước cửa lớn của đồ thư quán hàng Phong Thành. Đồ thư quán này cũng đồ sổ thật. Thạch Phong đi xuống xe ngựa, không khỏi nhìn đồ thư quán giống như núi lớn ở trước mắt, so sánh với đồ thư quán của Bạch Hà Thành, quả thực chính là sư phụ, chỉ là độ cao đã 2-300m, diện tích cũng phải bằng 2-3 sân vận động đồng thời toàn bộ đồ thư quán đều tạo cho người ta một loại cảm giác rất tan thương, giống như một tòa cổ tích. Lập tức Thạch Phong mở ra sân hào liệt ma nhân, bước vào, bốn gã NTC thủ vệ ở hai bên cửa lớn chỉ nhìn Thạch Phong một cái, không có ý ngăn cản. Bên kia cô cửu cực cũng bắt đầu trực tiếp phát chuyện đoàn mạo hiểm tu la nhận người lên trên diễn đàn của hàng phong thành, đồng thời đám người nhạn Á cũng bắt đầu tổ chức nhân thủ, truyền bá chuyện Thạch Phong muốn thành lập đoàn mạo hiểm ở khắp nơi. Lập tức, tin tức Thạch Phong muốn thành lập đoàn mạo hiểm đã truyền khắp toàn bộ hàng phong thành. Gì cơ? Người đó không ngờ muốn thành lập đoàn mạo hiểm ở hàng phong thành. Lôi chấn thiên vừa phục sinh không lâu nhìn thấy tin tức, sắc mặt âm trầm không nói nên lời. Hội trưởng, tin tức này vừa ra, trong công hội chúng ta đã có không ít người rút hội, nếu không làm gì đó, sợ rằng nhân số rút hội sẽ càng nhiều hơn. Đế Vũ Phong nhìn lôi chấn thiên, trục rè báo cáo. Lúc trước bởi vì trận đánh ở hội đấu giá, khiến uy tín của cái thế gia tộc hao tổn rất nhiều thì không nói, số lượng tinh nhuệ tử vong lại vượt quá 1.000 người, điều này đối với cái thế gia tộc mà nói cũng là tổn thất không nhỏ. Nhưng cái thế gia tộc lại chỉ có thể nhịn. Dẫu sao bọn họ căn bản không làm gì được Thạch Phong, ngược lại nếu như bị Thạch Phong nhầm vào, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Nhưng hiện tại Thạch Phong bắt đầu thành lập đoàn mạo hiểm, vậy ý nghĩa lại rất khác rồi. Thạch Phong chỉ là một người, bọn họ không thể trêu vào, nhưng có thể né tránh, hơn 10 vạn người của cái thế gia tộc, phân tán ra thì cho dù Thạch Phong có lợi hại tới mấy, cũng không thể làm tổn thương được tới hạch tâm của cái thế gia tộc, nhưng hiện tại Thạch Phong thành lập đoàn mạo hiểm. Đến lúc đó bọn họ sẽ phải đối mặt với ngàn vạn người chơi. Khi ấy cái thế gia tộc sẽ không được nhẹ nhàng như vậy nữa. Đáng chết. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? vì sao trước giờ chưa từng nghe qua về hắn lôi chấn thiên nhìn thấy tin tức mới nhất vẻ mặt không khỏi trở nên vặn vẹo nếu không phải vì sự xuất hiện đột nhiên của thạch phong tất cả đều sẽ dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành hàng phong thành cũng sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay hắn mà hiện tại tất cả đều bị thạch phong phá hủy hội trưởng vậy hiện tại chúng ta có phải nên liên hệ một chút với người bên kia không đế vũ phong nghĩ nghĩ một chút không khỏi nhẹ giọng hỏi đành chịu thôi cứ tiếp tục như vậy hàng phong thành không phải của bách thế hoàng triều thì chính là của đoàn mạo hiểm tu la bọn họ đã khiến ta không chiếm được hàng phong thành như vậy bọn họ cũng đừng hòng có được lôi chấn thiên lạnh lùng nói ngươi đi xuống liên hệ với bọn họ đi cứ nói cái thế gia tộc chúng ta nguyện ý gia nhập công hội của bọn họ có điều phải có một tiền đề đó chính là tiêu diệt bách thế hoàng triều và đoàn mạo hiểm tu la tuy ở hàng phong thành không thể tới thành thị npc khác cũng không thể hiểu biết về thành thị NPC khác của băng tinh thế giới, nhưng lại có thể thông qua liên hệ offline, trực tiếp tìm hiểu được một số chuyện của thành thị NPC khác trong băng tin thế giới. Mà cái thế gia tộc bọn họ đã được một cao tầng của công hội lớn hắc tạp đế khác tìm tới, nói là muốn thu mua cái thế gia tộc. Lúc trước hắn cũng do dự một lúc, dẫu sao công hội lớn đó là mạnh hơn cái thế gia tộc rất nhiều, chỉ là thành thị NPC trước mắt âm thầm nắm giữ đã vượt quá năm, lại chiếm băng tinh thành thành thị NPC lớn nhất của băng tinh thế giới, đối địch với hắc tạp đế, hắn cũng không nắm chắc bao phần. Cho nên hắn mới nghĩ tới thừa dịp băng tuyết đại liệt cốc chưa đã thông, sớm nắm giữ hàng phong thành, đến lúc đó cho dù thông đạo giữa các thành thị NPC hình thành, hắn ít nhiều cũng có sức chống cự. Hiện giờ hắn đã không thể xưng bá hàng phong thành, gia nhập hắc tạp đế chắc chắn là lựa chọn vô cùng tốt, đến lúc ấy chỉ cần đã thông thông đạo nối tiếp, có cái thế gia tộc âm thầm hiệp trợ, bất kể là Bách Thế Hoàng Triều hay là Thạch Phong, đều phải xong đời. Vâng, giờ ta đi làm ngay. Đế Vũ Phong lập tức lựa chọn offline trực tiếp biến mất trong văn phòng. Mà bên kia, đám người cô cửu cực cầm 3.000 vàng của Thạch Phong, ở trong đại sảnh thị chính đang mua một khu đất lớn, sau đó lại bảo hiệp hội mạo hiểm giả xây dựng một công quán cho một đoàn mạo hiểm cỡ lớn, không xa hoa như công hội trú địa, nhưng cũng đủ cho hơn ngàn người của đoàn mạo hiểm nghỉ ngơi trước công quán của đoàn mạo hiểm tu la lúc này đã vây đầy người chơi tới báo danh nhìn một cái số lượng đã vượt quá ba bốn ngàn người mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi thật không hổ là đoàn mạo hiểm đệ nhất cao thủ của hàng phong thành mở khí phái quá cảm giác còn lớn hơn công quán của đoàn mạo hiểm lãng tâm một chút đúng vậy chắc không bao lâu nữa đoàn mạo hiểm tu la sẽ thành đoàn mạo hiểm số một của hàng phong thành chúng ta rồi ngay khi mọi người đang chờ báo danh cô cửu cực cũng dán tiêu chuẩn nhận người lên trên cửa lớn. Sau khi tiêu chuẩn nhận người vừa được dán, lập tức dẫn tới một mảng tiếng kinh hô. Đoàn mạo hiểm tu la này điên rồi à. Đạt tới tầng thứ 5 của tháp thí luyện mới có tư cách gia nhập, bọn họ rốt cuộc có biết tầng thứ 5 của tháp thí luyện đại biểu cho khái niệm gì không? Không thể nào. Đạt tới tầng thứ tư không ngờ còn phải khảo hạch một đoạn thời gian. Ta có thực lực đó, đã sớm trực tiếp gia nhập công hội trở thành thành viên hạch tâm rồi việc gì phải gia nhập đoàn mạo hiểm đây đúng là đoàn mạo hiểm à sao cảm thấy yêu cầu nhận người còn cao hơn cả công hội lớn dựa theo cách chiêu mộ của đoàn mạo hiểm tu la này ta bảo đảm bọn họ ngay cả cả một ngàn người cũng không chiêu mộ được không nói không chừng ngay cả năm trăm cũng không được đoàn mạo hiểm tu la này thật sự đang trêu người ta sao mẹ nó không phải chỉ là một đoàn mạo hiểm thôi à, lão tử không thèm gia nhập. Từng người chơi nhìn thấy thông báo đều giống như uống dược tề cùng bạo, có người cười nhạo, có người khinh thường, có người chửi bới, nhưng phần lớn là cảm thấy đoàn mạo hiểm tu la điên rồi. Tiêu chuẩn nhận người của một đoàn mạo hiểm quả thực là còn cao hơn tiêu chuẩn nhận người của những công hội nhất lưu mà bọn họ biết rất nhiều. Đừng nói là nhận người ở hàng phong thành, cho dù là ở toàn bộ băng tin thế giới cũng không chiêu mộ được bao nhiêu. Dẫu sao chỉ là một đoàn mạo hiểm mà thôi, không có phúc lợi gì, chủ yếu là để giữa người chơi với nhau có thể tiện tổ đội hạ phó bản và mạo hiểm di tích. Đối với người chơi cao thủ mà nói căn bản không lo không tổ chức được người, cần gì phải gia nhập đoàn mạo hiểm. Huống chi đoàn mạo hiểm Tu La mới thành lập, cho dù có cao thủ như Thạch Phong tỏa trấn, nhưng cũng không có thành tích hạ phó bản đoàn đội và thám hiểm di tích gì, người chơi cao thủ càng không thể gia nhập. Đoàn trưởng, những người này đã nhìn cả nửa ngày rồi, nhưng cho đến hiện tại, vẫn không có mấy ai tới báo danh, giờ phải làm sao đây? Nhạn Á nhìn mọi người đứng trước cửa lớn một mực chỉ đàm luận chứ không báo danh, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhạn Á, sau này đừng gọi ta là đoàn trưởng, hiện tại chúng ta đã gia nhập đoàn mạo hiểm Tu La, Dạ Phong mới là đoàn trưởng, hiện giờ ta chỉ là một đội trưởng trong đoàn mạo hiểm Tu La mà thôi. Cô cửu cực nói. Về phần chuyện ngươi nói, đoàn trưởng đã nói rồi, nếu thật sự không có ai đến Vậy thì viết phúc lợi này lên. Đối với tình huống không ai hỏi thăm, hắn cũng từng nói với Thạch Phong, Thạch Phong nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lui một bước, đó chính là đề thăng phúc lợi của đoàn mạo hiểm. Phàm là thành viên gia nhập đoàn mạo hiểm Tu La, đều có thể sử dụng điểm cống hiến của đoàn mạo hiểm để đổi vũ khí trang bị cấp ám kim và học tập chiến kỹ. Không thể nào. Đoàn. Đội trưởng, đây là thật à? Nhạn Á đang nghe truyện trên TV Audio CV nhìn phúc lợi của thành viên đoàn mạo hiểm, không nhịn được kinh ngạc nói. Vũ khí trang bị cấp ám kim thì cũng thôi, đối với cao thủ của hàng phong thành mà nói, trên người cũng có mấy kiện, có thể trực tiếp đổi bình thường đều là thành viên hạch tâm của công hội, mà đoàn mạo hiểm tu la chỉ cần gia nhập là có thể đổi. Có điều vũ khí trang bị cấp ám kim, so sánh với cái gọi là chiến kỹ, vậy thì chính là kém xa. Cái thứ chiến kỹ này, đối với người chơi hiện tại mà nói đã không xa lạ gì ít nhiều đều biết một chút đó là một loại kỹ xảo chiến đấu rất thần bí có thể khiến chiến lực của người chơi có được đề thăng trên diện rộng tuy tất cả mọi người biết nhưng cái thứ chiến kỹ này lại không có mấy ai học được ngay cả hai công hội lớn của hàng phong thành cũng không có ai biết càng đừng nói là học tập hiện giờ đoàn mạo hiểm tu la bọn họ không ngờ nguyện ý dạy chiến kỹ đây quả thực giống như nằm mơ vậy từng đây là hội trưởng chính miệng nói chắc là không sai đâu, tóm lại ngươi trước tiên cứ dán tin tức này lên đi. Cô cửu cực cực đầu, lúc trước hắn nghe thấy Thạch Phong nói như vậy cũng giật mình. Lập tức nhạn á chạy tới bản tin tức trước cửa lớn, viết tin tức kinh người này lên. Đồ thư quán của hàng phong thành. Thạch Phong bước vào trong đồ thư quán, cảm giác giống như đi tới một thế giới khác. Trong đồ thư quán này căn bản không bày bất kỳ thư tịch gì, trên đỉnh đầu tinh la dày đặc, giống như tinh không ban đêm, xung quanh vách tường đều bị bụi cây bao bọc hình thành một hành lang gấp khúc trong đại sảnh khắp nơi đều là dòng suối và cầu nhỏ thủy cầu ống ánh long lanh thỉnh thoảng lại từ trong dòng suối dâng lên sau đó thì tiêu tán rất đẹp mắt mà những dòng suối này đều đến từ một chỗ đó chính là thủy cầu to lớn bồng bềnh giữa đại sảnh cảnh tượng hoành tráng tới ngay cả đồ thư quán của tinh nguyệt vương quốc cũng kém xa đồ thư quán lợi hại quá không ngờ hoàn toàn là từ thủy cầu ma pháp khống chế tất cả trình độ nồng đậm của ma lực lại gấp đôi ngoại giới, nếu thôi diễn học tập ma pháp ở đây, hiệu quả tuyệt đối là gấp 2-3 lần ngoại giới. Thạch Phong cảm nhận một chút ma lực nơi này, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Có điều chuyện khiến Thạch Phong rất kinh ngạc, đó chính là người chơi hệ ma pháp ở trong đồ thư quán cũng không nhiều, chỉ có 2-300 người mà thôi, điều này đối với một đồ thư quán mà nói, nhân số thật sự có chút quá ít. Mà Thạch Phong không biết, muốn đi vào đồ thư quán của hàng Phong Thành, vi tính phải đạt tới nam tước hàng phong thành mới được, không giống đồ thư quán khác chỉ cần trở thành quý tộc, cho dù không có tước vị cũng không sao. Nếu Thạch Phong không phải mở ra xưng hào liệt ma nhân, căn bản chưa bước vào cửa lớn của đồ thư quán đã bị NPC vệ binh cấp 180 đánh bay ra ngoài rồi. Thạch Phong cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp tới trước thủy cầu to lớn ở trung tâm bắt đầu tìm kiếm tư liệu của Vĩnh Hằng băng tin. So sánh với đi lật xem từng loại thư tịch trên giá sách, trực tiếp thông qua ma lực thủy cầu để tìm là tiện hơn nhiều. Tư liệu này đúng là quá nhiều. Thạch Phong nhìn hơn trăm tư liệu có liên quan tới vĩnh hằng băng tin biểu hiện mà hơi cứng lưỡi. Bình thường tin tức tư liệu có thể có hơn 10 đã là rất trâu rồi, đủ để người chơi tìm được thứ mình muốn, mà vĩnh hằng băng tin có chừng hơn trăm, chẳng khác nào nói là một trăm phần trăm có thể tìm được vĩnh hằng băng tin. Lập tức Thạch Phong bắt đầu cấp tốc tra cứu. Sao có thể? Thạch Phong nhìn tin tức thủy cầu biểu hiện ra, không khỏi kinh hãi. Vĩnh Hằng Băng Tinh không ngờ là Ma Nguyên Chi Tinh mà hắn một mực muốn tìm kiếm, chỉ là Vĩnh Hằng Băng Tinh bị lực lượng của Băng Tinh thế giới ảnh hưởng, kèm theo hàng băng chi lực rất mạnh, về phần vị trí của Vĩnh Hằng Băng Tinh là ở trong cấm địa sinh mệnh của Băng Tinh thế giới, chỉ cần là bóc cấp đại lĩnh chủ trở lên đều có xác suất rơi ra. Chỉ là rơi ra không phải Vĩnh Hằng Băng Tinh hoàn chỉnh, mà là băng tinh toái phiến, xác suất rơi ra vô cùng thấp. 10 viên băng tinh toái phiến mới có thể hợp thành một viên vĩnh hằng băng tinh hoàn chỉnh, hơn nữa xác suất thành công chỉ có 50%. Chẳng trách lại quy định trong thời gian một tháng, quả nhiên độ khó không phải lớn bình thường. Thạch Phong khẽ nhíu mày, tuy băng tuyết đại liệt cốc là cấm địa sinh mệnh, nhưng bóp giả ngoại bên trong không phải quá nhiều, cộng thêm xác suất rơi ra siêu thấp, chỉ là muốn có được một viên cũng không biết phải mất thời gian bao lâu, càng đừng nói là 10 viên. Xem ra phải tranh thủ thời gian mới được. Vĩnh Hằng Băng Tinh chính là Ma Nguyên Chi Tinh, mà Ma Nguyên Chi Tinh chính là tài liệu cần thiết để Thâm Nguyên Giả trong tay hắn thăng bậc. Thâm Nguyên Giả bậc một đã rất mạnh, nhất là độ phù hợp so với vũ khí cấp sử thi thì rõ ràng cao hơn một đoạn, có điều luận thuộc tính thì vẫn kém hơn vũ khí cấp sử thi đỉnh cấp một chút. Lúc trước hắn cũng từng nghĩ tới tấn thăng Thâm Nguyên Giả, có điều Ma Nguyên Chi Tinh căn bản là không tìm thấy, cho nên một mực để đó. Nếu có thể khiến Thâm Nguyên Giả lại tiến hóa, sau này đối phó bóc trấn thủ của cổ thần điện hắn cũng nắm chắc hơn một chút nghĩ đến đây thạch phong cảm thấy thành lập đoàn mạo hiểm hàng phong thành đúng là sáng suốt bằng không dựa vào một mình hắn trong khoảng thời gian ngắn muốn có được nhiều vĩnh hằng băng tin như vậy căn bản là chuyện không thể lập tức thạch phong bước nhanh ra khỏi đồ thư quán trực tiếp chạy tới công quán của đoàn mạo hiểm tu la mà bên kia phúc lợi mới của đoàn mạo hiểm tu la vừa ra khiến các người chơi muốn chế giễu ở xung quanh đều xôn xao. Đùa à! Điểm cống hiến của đoàn mạo hiểm không ngờ cũng có thể đổi được chiến kỹ. Đoàn mạo hiểm Tu La không ngờ nguyện ý dạy người ta chiến kỹ. Cho dù là hai công hội lớn cũng không có đãi ngộ này. Trong hàng phong thành rất nhiều người chơi cao thủ đều sẽ thường xuyên tới sân thi đấu thần ma để PK, nhưng người chơi nắm giữ chiến kỹ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ai không coi là đồ gia truyền căn bản sẽ không dạy cho bất kỳ ai. Đối với sự lợi hại của chiến kỹ, bọn họ đều biết rất rõ, người chơi nắm giữ chiến kỹ và người chơi không nắm giữ chiến kỹ, trình độ chiến lực căn bản không cùng một cấp bậc. Hơn nữa chiến kỹ khác với kỹ năng, quá trình học tập chiến kỹ cũng có trợ giúp rất lớn đối với đề thăng trình độ kỹ thuật, chính bởi vì vậy, phàm là người chơi nắm giữ chiến kỹ đều không muốn truyền ra ngoài, cho dù rất nhiều người nguyện ý đáp ứng các loại điều kiện hà khắc, nguyện ý trả giá rất cao cũng vô dụng nhưng hiện tại đoàn mạo hiểm tu la lại nguyện ý lấy ra dạy, trong nhất thời đều khiến mọi người ngây đơ. Về phần đoàn mạo hiểm tu la liệu có lừa bọn họ hay không, bọn họ rất yên tâm, dẫu sao Thạch Phong chính là đệ nhất cao thủ của hàng phong thành, có thể lợi hại như vậy, khẳng định biết không ít chiến kỹ, nguyện ý lấy ra một hai môn chiến kỹ cũng không có gì kỳ quái, hơn nữa càng là cao thủ thì càng chú trọng lời hứa. Chỉ là một đoàn mạo hiểm nhận người mà thôi, chỉ cần Thạch Phong giảm môn hạm xuống một chút, trong phút chốc có thể tạo thành một đoàn mạo hiểm vài ngàn người. Căn bản không cần thiết phải lừa bọn họ. Một lúc sau, chỉ thấy chỗ báo danh vốn không ai hỏi thăm lập tức kín người hết chỗ, ai nấy đều vội vàng xông lên. Mà rất nhiều người chơi chiến lực chưa đạt tới tầng thứ tư của tháp thí luyện ở đây, cũng đều bắt đầu điên cuồng thỉnh cầu cô cửu cực cho họ một cơ hội, để bọn họ có thể trở thành thành viên dự bị. Điều này khiến đám người cô cửu cực rất nhàn rỗi đột nhiên trở nên bận rộn, trình độ náo nhiệt hoàn toàn là vượt xa tưởng tượng, rất nhiều cao thủ đạt tới tầng thứ 5 của tháp thí luyện đều giống như phát điên tới báo danh, có không ít người còn là thành viên chủ lực của đoàn mạo hiểm nổi danh, cũng có cao thủ của hai công hội lớn. Không đến 30 phút, có hơn trăm người trở thành thành viên chính thức của đoàn mạo hiểm Tu La, thành viên dự bị vượt quá 500 người. Đối với người chơi chiến lực của bản thân chưa đạt tới tầng thứ tư của tháp thí luyện, cô cửu cực đều một mực từ chối, đợi cho bọn họ đánh tới tầng thứ tư thì lại đến. Về phần tin tức đoàn mạo hiểm tu la dạy chiến kỹ, rất nhanh cũng truyền khắp toàn thành, khiến cho người chơi của cả hàng phong thành đều bắt đầu đàm luận về việc này, cũng đều muốn gia nhập đoàn mạo hiểm tu la. Có điều hai công hội lớn lại đau đầu không thôi, vốn vẫn muốn cười nhạo yêu cầu quá cao của đoàn mạo hiểm tu la, hiện tại lại chỉ biết bất đắc dĩ, hội tụ nhiều cao thủ như vậy lại cùng một chỗ, còn dạy chiến kỹ, có thể đoán được, không bao lâu nữa, bá chủ của hàng phong thành sau này khẳng định chính là đoàn mạo hiểm tu la hội trưởng ta đã báo chuyện này cho bên hắc tạp đế có điều số lượng người chơi chính thức gia nhập bên đoàn mạo hiểm tu la đã vượt quá năm trăm dựa theo tốc độ này sợ rằng không đợi bên hắc tạp đế mở thông đạo đoàn mạo hiểm tu la đã trở thành người thống trị tuyệt đối của hàng phong thành rồi đế vũ phong nhìn tư liệu thống kê ra trong tay trong lòng khiếp sợ không nói nên lời hắn không rõ thạch phong là từ đâu chui ra đối với khái niệm cao thủ theo hắn có thể từ trong vạn quân lấy thủ cấp của tướng địch đã là mục tiêu chung cực của hắn rồi cao thủ đạt tới mạnh nhất chẳng qua cũng thế mà thôi nhưng chỉ một câu của thạch phong nói muốn thành lập một đoàn mạo hiểm trong phút chốc đã có được hàng phong thành mà cái thế gia tộc bọn họ phải hao hết tâm lực để tranh đoạt lâu như vậy mà vẫn không có được không được hiện tại ngươi lập tức đi không hiện tại chúng ta đi tìm đoàn mạo hiểm lãng tâm cho dù là phải trả giá cao cũng phải lôi kéo đoàn mạo hiểm Lãng Tâm tới bên chúng ta để đối phó đoàn mạo hiểm Tu La." Lôi Chấn Thiên vội vàng đứng dậy nói. Hắn không mơ đoàn mạo hiểm Lãng Tâm liên thủ với cái thế gia tộc bọn họ thì có thể diệt được đoàn mạo hiểm Tu La, chỉ cần có thể kiên trì đến khi Hắc Tạp Đế đã thông thông đạo là đủ rồi. Hội trưởng vừa truyền đến tin tức, kinh vô mệnh của đoàn mạo hiểm Lãng Tâm hiện tại đã dẫn người tới bên đoàn mạo hiểm Tu La, nhìn tình thế thì hình như kinh vô mệnh muốn xuất thủ đế vũ phong nhìn tin tức thủ hạ vừa gửi tới cười lạnh nói kinh vô mệnh chính là cùng nhân chiến đấu từ khi xuất đạo ở hàng phong thành tất cả cao thủ bị khiêu chiến đều không ai chống đỡ được quá năm chiêu trong tay hắn được công nhận là đệ nhất cao thủ của hàng phong thành ngay cả hai công hội lớn bọn họ cũng không làm gì được kinh vô mệnh chỉ có thể coi như không tồn tại muốn xuất thủ à lôi chấn thiên vừa nghe là thì không khỏi cười nói lần này thú vị rồi đi hiện tại chúng ta tới xem thử. Công quán của đoàn mạo hiểm Tu La ở Hàng Phong Thành, lúc này Thạch Phong vừa từ trong xe ngựa cao cấp đi xuống, phát hiện trước cửa lớn đã vây đầy người chơi đông nghìn nghịt. Trình độ náo nhiệt quả thực có thể so với hội bán đấu giá của đế đô. Sao lại có nhiều người như vậy? Thạch Phong kinh ngạc nhìn đám người chật kín trước cửa lớn. Lúc này chỉ thấy trước chỗ báo danh có hơn 10 người đang đứng, cầm đầu là một nam tử lạnh lùng mặt chiến giáp màu lam, đeo một thanh tử điện trường thương, nam tử này chỉ lẳng lặng đứng đó, đã khiến cho người chơi xung quanh nhau nhau nhường chỗ, hình thành một khoảng đất trống. Trừ đồng bạn của nam tử này ra, người chơi khác ngay cả tới gần phạm vi 20 mét cũng không dám. Thực sự không ngờ, kinh vô mệnh lại tự mình tới đây, không biết hắn muốn làm gì. Cái này còn cần phải nói nữa à, khẳng định là khiêu chiến rồi, kinh vô mệnh nói như thế nào cũng là đệ nhất cao thủ được công nhận của hàng phong thành, hiện tại có người muốn cướp vị trí của hắn hắn tất nhiên phải tìm lại mặt mũi đích xác ta nghe người của lãng tâm nói kinh vô mệnh cảm thấy hàng phong thành đã không có đối thủ cho nên trong đoạn thời gian gần nhất một mực dẫn người khiêu chiến cấm địa sinh mệnh để sớm này đã thông thông đạo thành thị tiện tới thành thị npc khác thử sức với những cao thủ ở đó lần này thì thú vị rồi hai cao thủ pk không biết cuối cùng là ai sẽ thắng cái này còn cần phải nói nữa à khẳng định là kinh vô mệnh rồi có nói như thế nào thì kinh vô mệnh đã vô địch ở hàng phong thành từ trước kiếm sĩ thần bí đó cũng chỉ là mới quật khởi mà thôi không biết kiếm sĩ thần bí có dám nhận khiêu chiến của kinh vô mệnh không mọi người xem kịch ở xa xa đều nhao nhao nghị luận rất chờ mong thạch phong có thể đánh một trận với kinh vô mệnh hội trưởng kinh vô mệnh này đã một đoạn thời gian không thấy giống như lại mạnh hơn rất nhiều ngay cả vũ khí trong tay cũng thay đổi ta nhớ rõ lúc trước hắn sử dụng chắc là vũ khí ám kim cực phẩm cấp 45 có được từ Rương Báo cấp ám kim, thanh trường thương đó chính là màu đỏ thẫm, xem ra hắn đã có thu hoạch không nhỏ ở cấm địa sinh mệnh. Đế Vũ Phong nhìn trường thương màu tím trong tay Kim Vô Mệnh, khẽ cười nói: "Lần này kiếm sĩ chết tiệt đó khổ rồi." Biết xác, nếu Kim Vô Mệnh trở nên nghiêm túc, ngay cả ta liên thủ với Bá Đao Trường không sợ rằng cũng không làm được gì, cũng chính bởi vì vậy. Bên Hắc Tạp Đế cũng một mực cực lực muốn lôi kéo hắn, đáng tiếc hắn không có hứng thú với công hội, nếu không phải vì để có được vũ khí trang bị tốt hơn. Chỉ sợ hắn ngay cả đoàn mạo hiểm Lãng Tâm cũng không gia nhập. Lúc này tâm tình của Lôi Chấn Thiên rất phức tạp. Trước kia hắn một mực coi Kinh Vô Mệnh là tai họa ngầm lớn nhất, ngay cả bên Hắc Tạp Đế cũng từng nói, đừng có đi trêu chọc Kinh Vô Mệnh, bằng không hắn sẽ hối hận. Hiện giờ Kinh Vô Mệnh lại xem như giúp hắn một việc lớn. Kinh Vô Mệnh. Ta đã từng nói rồi, đoàn trưởng chúng ta không có ở đây, ngươi cứ đợi ở đây cũng vô dụng, nếu ngươi muốn khiêu chiến đoàn trưởng, chờ đoàn trưởng xong việc trở về, ta tất nhiên sẽ nói với hắn. Cô cửu cực nhìn Kinh Vô Mệnh trắng ở chỗ báo danh, có chút bất đắc dĩ nói. Thực lực của Kinh Vô Mệnh đáng sợ tới mức nào, hắn đã tự mình thể hội. Sau khi đánh một trận, chỉ có tuyệt vọng. Chênh lệch thực lực của hai bên quá lớn. Cho dù là MT đỉnh cấp của hàng phong thành như hắn đối mặt với kinh vô mệnh, kết quả cuối cùng cũng chỉ hai ba thương là xong việc, từ đầu tới cuối là một chút sức hoàng thủ cũng không có. Đây còn là chuyện hơn một tháng trước, hiện giờ kinh vô mệnh lại mang tới cho người ta cảm giác đáng sợ hơn, chỉ là bị nhìn một cái, đã giống như rơi vào vũng bùng vậy. Hàng phong thành ngoài mặt do hai công hội lớn làm chủ, kỳ thật toàn là bởi vì kinh vô mệnh không muốn tham dự vào tranh đoạt tài nguyên hiện tại kinh vô mệnh cản ở chỗ báo danh còn ai dám tới báo danh nữa không sao thời gian của ta rất nhiều hay là hiện tại ngươi đi liên hệ với đoàn trưởng của các ngươi đi cứ nói kinh vô mệnh ta muốn khiêu chiến hắn kinh vô mệnh cười nói thời gian và địa điểm tùy hắn chọn ta tùy thời đều có thể ứng chiến cửu cực chắc ngươi cũng biết vô mệnh vốn chính là một cuồng nhân chiến đấu chuyện hắn đã quyết định cả chính con trâu cũng không kéo lại được hay là mau đi nói với đoàn trưởng các ngươi đi. Một tiêu tiêu ở bên cạnh nhìn cô cửu cực, khuyên giải. Kỳ thật nàng cũng rất hiếu kỳ, kinh vô mệnh đối chiến với thạch phong liệu sẽ là ai thắng ai thua. Kinh vô mệnh ngoài mặt nói mình không phải là đối thủ, đây chỉ là cách nói khiêm tốn mà thôi, nàng biết rất rõ kinh vô mệnh hiện tại là lợi hại tới mức nào. Nói như thế nào thì cũng có được vũ khí cấp sử thi cực phẩm lôi đình chi mâu, lại có được truyền thừa đỉnh cấp lôi quan thánh giả thực lực này đặt ở toàn bộ băng tin thế giới cũng là cao thủ hàng đầu sao có thể lại thua trước một kiếm sĩ vô danh các ngươi cũng ngay khi cô cửu cực cảm thấy rất bất đắc dĩ một đạo thanh âm trầm thấp vang lên được khiêu chiến này ta đáp ứng lập tức tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía nơi thanh âm truyền đến đoàn trưởng cô cửu cực kinh ngạc nhìn thạch phong đi tới lúc trước thạch phong từng nói muốn chuyên tâm tìm kiếm tin tức tư liệu không có chuyện vô cùng quan trọng thì đừng quấy rầy hắn cho nên hắn mới một mực không liên hệ với thạch phong ha 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 cuối cùng cũng xuất hiện rồi kinh vô mệnh nhìn thạch phong ẩn tàng dung mạo và tên mỉm cười trong ánh mắt đầy chiến ý ta biết loại cao thủ như ngươi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mà mọi người xung quanh cũng phát ra một mảng kinh hô không ngờ đoàn mạo hiểm tu la đúng là dám ứng chiến kiêu chiến thì ta đáp ứng có điều chiến đấu pk đơn thuần thì không thú vị lắm không bằng chúng ta thiết lập một số tiền cược đi. Thạch Phong mở miệng cười hỏi. Đối với tên của kinh vô mệnh, hắn ở đời trước cũng từng nghe qua rồi. Lôi quan chiến thánh, một trong thánh thập nhị đại cùng chiến sĩ. Cách chiến thần bậc sáu chỉ thiếu nửa bước mà thôi. Sở dĩ danh khí ở trong thần vực rất nổi, nguyên nhân chính là kinh vô mệnh từng treo chọc công hội siêu cấp vương giả Quy Lai, tuy cuối cùng bị vương giả Quy Lai tiêu diệt, nhưng cũng vẫn bại mà vinh. Bởi vì trận chiến đó vô cùng đặc sắc, một người lực F3 nghề nghiệp bậc 5 của vương giả Quy Lai, còn tiêu diệt được một, nhưng là vì cao thủ thần cấp bậc 6 xuất thủ, mới không chống đỡ được, cuối cùng bị tiêu diệt. Sự cuộc khởi của Kinh Vô Mệnh vô cùng nhanh chóng, tuy lúc trước vô cùng nổi danh trong dị thế giới, nhưng thực sự được người ta biết tới, vẫn là sau khi vừa tiến vào thần vực đại lục, mà sau khi Kinh Vô Mệnh tiến vào thần vực đại lục, lập tức dẫn tới một trận chấn động cao thủ trên phong vân cao thủ bản lần lượt bị đánh bại. Trong khoảng thời gian ngắn lọc vào top 50 trên phong vân cao thủ bản. Nếu không phải lẻ loi một mình, không có đồng bạn cường lực, cũng không đến nỗi bị kẹt lại ở nghề nghiệp bậc năm. Lúc trước cho dù gia nhập bất kỳ một công hội nhất lưu lão bài nào, đều có nắm chắc cực lớn trùng kích nghề nghiệp bậc 6 thành công, thiên phú này là không cần nói cũng biết, chỉ là thiếu một chút vận khí. Thạch Phong thật sự không ngờ có thể ở băng tinh thế giới nhìn thấy kinh vô mệnh, điều này đối với Thạch Phong mà nói chính là một chuyện tốt. Kinh vô mệnh chưa bao giờ gia nhập công hội, nhưng hắn đã thành lập đoàn mạo hiểm, hoàn toàn có thể thử lôi kéo kinh vô mệnh vào đoàn mạo hiểm Tu La, như vậy cũng chẳng khác nào là gia nhập linh vực công hội, tương lai còn có thể có thêm một ban thủ cường đại. Tiền cực á Kinh vô mệnh không chút do dự, khẽ cười nói. Đương nhiên là không có vấn đề, kỳ thật cho dù ngươi không nói, ta cũng có quyết định này, không biết ngươi có dám tiếp tiền cược của ta không? Ngay khi kinh vô mệnh nói xong, người của đoàn mạo hiểm lãng tâm đều ném ánh mắt khiêu khích về phía Thạch Phong, khóe miệng còn mang theo một tia đồng tình, giống như sớm đã nhìn thấy kết quả cuối cùng. Lúc này cô cửu cực giống. Như hiểu ra gì đó, đột nhiên nhỏ giọng nói với Thạch Phong. Đoàn trưởng, đừng đáp ứng hắn, hắn là nhằm vào chiến kỹ của ngươi, lúc trước hắn từng khiêu chiến tất cả cao thủ biết hội chiến của hàng phong thành, đồng thời cũng từ trên người bọn họ học được chiến kỹ, mới biến thành mạnh như hiện. Chiến kỹ Thạch Phong lập tức giật mình. Vốn hắn còn rất kinh ngạc không biết vì sao kinh vô mệnh lại thống khoái như vậy, thậm chí còn đảo khách thành chủ, giờ thì hiểu rồi. Hắn đánh cuộc là vì muốn kéo gần kinh vô mệnh lại với đoàn mạo hiểm Tu La, thật sự không ngờ, kinh vô mệnh đã sớm có chủ ý với hắn. Cái thứ chiến kỹ này ở thần vực đại lục cũng rất quý giá, các công hội lớn đều chỉ cho thành viên hạch tâm nhất học tập, người khác căn bản không có cơ hội để học tập, chỉ có thể tự xem video để lĩnh ngộ hoặc là sáng tạo, càng đừng nói là hàng phong thành của băng tinh thế giới. Lúc này Thạch Phong mới hiểu được vì sao kinh vô mệnh có thể quật khởi nhanh như vậy ở thần vực đại lục, cuối cùng cách thần cấp bậc 6 chỉ thiếu nửa bước. Đánh cuộc là ngươi đề xuất, sao hiện tại lại không dám à? Kinh vô mệnh liếc Thạch Phong một cái, cười khẩy nói. Đã là ta đề xuất, Tất nhiên không có gì mà không dám, chỉ cần ta có thể làm được." Thạch Phong cười cười nói. "Cái thứ chiến kỹ này, phàm là người chơi trở thành thành viên hạch tâm của linh vực đều có thể học tập, kỳ thật cho dù kinh vô mệnh không đánh cuộc, chỉ cần gia nhập đoàn mạo hiểm tu la, cũng có thể dựa vào điểm cống hiến để trực tiếp tùy ý đổi lấy." "Tốt." Kinh Vô Mệnh nghe thấy Thạch Phong đã đáp ứng, không khỏi vội vàng nói. "Bên ta rất đơn giản, chỉ cần ta thắng trước tiên ngươi phải dạy cho ta bộ pháp đặc thù mà ngươi từng sử dụng, về phần ngươi thắng, muốn cái gì thì cứ nói. Lúc trước Thạch Phong đối chiến với cái thế gia tộc, người chơi bình thường chính là xem náo nhiệt, nhưng hắn lại nhìn rất rõ, Thạch Phong không sử dụng kỹ năng để biến mất, mà là dùng bộ pháp đặc thù nào đó mới biến mất. Bộ phạt lợi hại như vậy, quả thực là chưa từng nghe nói, so với chiến kỹ lúc trước hắn học được, những chiến kỹ đó căn bản chính là rác rưởi. Tuy đoàn mạo hiểm Tu La đánh cờ hiệu nói gia nhập thì có thể đổi được chiến kỹ, nhưng đối với hắn từng học chiến kỹ mà nói, biết rõ chiến kỹ cũng chia làm 3-7 loại, bộ pháp lợi hại như vậy, căn bản không thể để thành viên của đoàn mạo hiểm đổi lấy. Kinh vô mệnh này đúng là công phu sư tử ngoạm, há miệng là đòi học tập chiến kỹ độc môn của dạ phong đại ca, quá không biết xấu hổ. Nhạn á nhìn kinh vô mệnh với vẻ kinh thường, mà đám người cô cửu cực cũng không khỏi gật đầu, tỏ vẻ rất đồng ý. Bọn họ cũng biết một chút về chiến kỹ, chiến kỷ loại công kích là thường thấy nhất, chiến kỹ loại phòng ngự cũng rất hiếm thấy, càng đừng nói là chiến kỷ loại bộ pháp và thân pháp, đây chính là chiến kỹ có thể tăng cường tính cơ động của người chơi rất lớn, chỉ cần học được, tuyệt đối có thể khiến chiến lực đề thăng tới một trình độ mới. Chiến kỹ như vậy, há miệng là đòi, đích xác không biết xấu hổ. Ngươi chỉ yêu cầu thế thôi à. Thạch Phong nhìn kinh vô mệnh, xác nhận lại. Ừm, chỉ có vậy thôi không biết ngươi có dám cược không kinh vô mệnh nhìn vẻ mặt đạm mạc của thạch phong kỳ quái gật đầu bên ta không có vấn đề về phần yêu cầu của ta cũng rất đơn giản nếu ta thắng ngươi gia nhập đoàn mạo hiểm tu la thạch phong cười nói được chỉ cần ngươi có thể thắng ta kinh vô mệnh cơ hồ là không chút do dự đáp ứng ngay lập tức nói có điều để công bằng chúng ta pk phải dùng mô thức chiến đấu không khác biệt mọi người vừa nghe vậy đều xôn xao. Kinh vô mệnh, ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi. Người há miệng đòi chiến kỹ thì cũng thôi, người tốt xấu gì cũng là đệ nhất cao thủ của hàng phong thành, hiện tại còn đòi dùng mô thức PK không khác biệt, thế thì còn tính gì là chiến đấu? Cô cửu cực không nhịn được mắng to. Chiến đấu dưới mô thức không khác biệt, thuộc tính cơ bản của hai bên người chơi giống nhau mà không nói, cũng sẽ không có áp chế cấp và bậc, bình thường chỉ khi thuần túy đỏ kỹ xảo mới sử dụng, người chơi PK bình thường đều chọn dùng mô thức phổ thông, dẫu sao vũ khí trang bị và cấp bậc cũng đều là thể hiện cho thực lực của người chơi. Hơn nữa bình thường chiến đấu ở giả ngoại cũng sẽ không không mô thức không khác biệt. Tuy ta thích chiến đấu PK, nhưng sở thích của ta không phải là bị nghiền ép. Kinh vô mệnh chính nghĩa lẫm nhiên nói. Thông qua video chiến đấu của Thạch Phong, hắn đã biết rất rõ thuộc tính cơ bản của Thạch Phong mạnh thế nào, căn bản là không thể địch lại được, tuy hắn rất kiêu ngạo với thực lực của mình, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ tự đại. Được, dùng chiến đấu mô thức không khác biệt đi. Thạch Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu từ trong video chiến đấu lúc trước của hắn, còn không nhìn ra được trên lệch thuộc tính, hắn cũng không cần thiết phải kéo kinh vô mệnh vào đoàn mạo hiểm tu la làm gì. Được, vậy chúng ta ký kết khế ước đi. Kinh vô mệnh thấy Thạch Phong đáp ứng, vội vàng từ trong ba lô lấy ra giấy khế ước đã chuẩn bị trước ngay cả nội dung khế ước cũng chỉ thiếu mỗi tên của thạch phong là chưa điền thạch phong xem một chút sau khi xác định không có vấn đề thì trực tiếp ký có chủ thần hệ thống ước thúc ở trong thần vực đừng ai hòng chối cãi sau đó kinh vô mệnh dẫn theo thạch phong trực tiếp tới phòng chiến đấu của sân thi đấu thần ma để tỉ thí trong phòng chiến đấu đủ cho hơn vạn người quan sát lúc này đã ngồi đầy người chơi tới quan chiến mà trên màn hình lớn trong đại sảnh cũng đang tiếp sóng trận tỷ thí này, cả hàng phong thành phàm là người chơi không có việc gì, ai nấy đều chạy tới nơi này để quan sát. Trận chiến đấu này có thể nói là chiến đấu quyết định ai sẽ là đệ nhất cao thủ của hàng phong thành, tuyệt đối cho một hồi thi đấu có trình độ chiến đấu cao nhất của trong hàng phong thành, tất nhiên không thể bỏ qua. Đoàn trưởng tu la này đúng là tự đại, dám chơi chiến đấu không khác biệt với vô mệnh, chờ lát nữa xem hắn xấu mặt. Mục tiêu tiêu nhìn Thạch Phong trong sân thi đấu, cười khẽ. Đúng vậy. Phân ảnh thương của vô mệnh đại ca không phải là trò đùa, ngay cả truy vô ảnh xếp thứ hai mở ra kỹ năng bùng nổ cũng không thể né tránh được phân ảnh thương. Hiện tại vô mệnh đại ca có được lôi đình chi mâu, trình độ của phân ảnh thương lại đề thăng một bậc, hiện tại gặp phải truy vô ảnh sợ rằng cũng có thể miễu sát. Thuẫn chiến sĩ cấp 45 ở bên cạnh gật đầu nói. Trong lúc người của đoàn mạo hiểm lãng tâm đang nói cười, đếm ngược trên lôi đài thi đấu cũng bắt đầu. Mà kinh vô mệnh ở trên lôi đài giống như biến thành một người khác, tỏa ra sát khí khiến người ta khiếp đảm, ánh mắt nhìn người khác đã không giống nhân loại, mà giống như là giả thú nhìn chầm chầm con mồi, bầu không khí trên lôi đài cũng càng lúc càng ngưng trọng, khiến tất cả mọi người ở đây đều có một chút cảm giác không thở được. Cho tới khi đếm ngược kết thúc, kinh vô mệnh không nói hai lời mở ra mô thức song trọng bạo phát, khí thế đột nhiên tăng vọt, giống như biến thành hai người khác nhau đối với Thạch Phong, hắn cũng không dám có chút lơ là. Nếu là trước khi chưa có được truyền thừa của lôi quan thánh giả, hắn đối chiến với Thạch Phong đích xác sẽ phải do dự một chút, bởi vì trình độ chiến đấu của Thạch Phong rõ ràng là cao hơn hắn nhiều, chơi chiến đấu không khác biệt căn bản là tự tìm trà đạp. Nhưng truyền thừa đỉnh cấp có kỹ năng bùng nổ truyền thừa, có thể trực tiếp khiến thuộc tính của hắn cao hơn Thạch Phong gấp đôi, dưới trên lệch thuộc tính lớn như vậy, cho dù trình độ chiến đấu cao hơn, cũng không thể bù đắp được ta là nghề nghiệp ẩn tàng, ngươi cũng đừng nói ta hèn hạ. Muốn trách thì trách ngươi quá sơ ý, về phần bộ pháp đó ta nhận. Kinh vô mệnh nhìn Thạch Phong mỉm cười, lập tức dùng ra xung phong, một bước xông lên. Cự ly hơn 20 mét, đối với kinh vô mệnh dùng ra kỹ năng xung phong mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chỉ để lại một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước người Thạch Phong, lôi đình chi mâu trong tay vung ra, trường thương đâm tới lập tức hóa thành hơn 20 đạo thương ảnh, khiến người ta hoa cả mắt, không thể né tránh, hoàn toàn không phân biệt được quỷ tích công kích, trực tiếp đâm về phía Thạch Phong. Sao phân ảnh thương của hắn lại trở nên mạnh hơn nhiều như vậy? Cô cửu cực thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Lúc trước khi hắn đối chiến với kinh vô mệnh, phân ảnh thương của kinh vô mệnh cũng chỉ là hơn 10 đạo thương ảnh, nhiều thương ảnh như vậy căn bản là khiến người ta không thể phán đoán đạo nào trong đó mới là thật, cho dù có thuẫn bài phòng ngự, cũng phải xem vận khí, Hiện giờ có khoảng hơn 20 đạo, số lượng thương ảnh tăng gần gấp đôi, đừng nói là ngăn cản, chỉ là nhìn thôi đã khiến người ta không thể xuống tay rồi. Song trọng bạo phát của vô mệnh đại ca lợi hại quá, ngay cả thương ảnh cũng có thêm nhiều như vậy, cho dù là MT có thuẫn bài chỉ sợ cũng không cản được công kích này. Người của đoàn mạo hiểm lãng tâm cũng kinh hãi không thôi. Vô mệnh đúng là đủ nghiêm túc. Mục tiêu tiêu đối với kinh vô mệnh không nói hai lời toàn lực ứng phó lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Lần này đối phương triệt để xong đời rồi. Tuy nàng một mực theo Kinh Vô Mệnh tổ đội hạ phó bản mạo hiểm, nhưng nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Kinh Vô Mệnh dùng hết toàn bộ chiến lực. Hơn nữa trong chiến đấu mô thức không khác biệt, bên thuộc tính cơ bản mạnh sẽ bị áp chế giống như bên yếu. Thuộc tính của Kinh Vô Mệnh vì vậy mà không chịu bất kỳ sự áp chế nào, không có gì không thoải mái, ngược lại bên thuộc tính cường đại sẽ bởi vì thuộc tính yếu đi mà cần một đoạn thời gian để thích ứng rõ ràng kinh vô mệnh cũng biết điểm này lại không cho thạch phong cơ hội để thích ứng thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều bị kinh vô mệnh nắm giữ muốn thua cũng khó trong sân thi đấu chỉ thấy thương ảnh trước mắt cắn nuốt về phía thạch phong mắt thấy thương ảnh sắp cắn nuốt thạch phong đột nhiên một đạo thanh mang tỏa ra sau đó lại một trận bạo và sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh không ngừng vang vọng trong toàn bộ hội trường mà lôi đình chi mâu trong tay kinh vô mệnh không biết từ lúc nào đã dừng lại cách cổ thạch phong một tấc không đâm trúng bản thân thạch phong điều đó là không có khả năng một tiêu tiêu lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên trong ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ phân ảnh thương của vô mệnh sao có thể không đánh trúng không thể nào vô mệnh đại ca lỡ tay à thành viên khác của lãng tâm cũng đều kinh ngạc phân ảnh thương kinh vô mệnh dùng ra có thể nói là bách phát bách trúng chưa từng có sai lầm, tối đa cũng chỉ là bị vận khí ngăn cản mà thôi. Có điều luận về kinh ngạc, không ai giật mình hơn kinh vô mệnh. Có điều một kích bất thành, kinh vô mệnh lại dùng ra phân ảnh thương, lập tức hơn 20 đạo thương ảnh nuốt về phía Thạch Phong. Nhưng theo một đạo thanh mang lấp lánh, lần này lôi đình chi mâu cách bả vai Thạch Phong khoảng mấy cm, cách còn xa hơn lúc trước. Có trúng mục tiêu không? Thế này là sao? Thành viên lãng tâm nhìn Thạch Phong toàn thân có long văn màu vang bao phủ, trong lòng đầy khó hiểu. Hắn. Hắn không ngờ có thể đánh lệch công kích của phân ảnh thương một cách chuẩn xác. Hắn là quái vật à. Lúc này một tiêu tiêu nhìn chầm chầm Thạch Phong, vẻ mặt âm trầm như nước. Chỗ lợi hại của phân ảnh thương là ở không thể bắt giữ, khiến kẻ địch không thể phòng thủ, nhưng lại trong nháy mắt, từ trong hơn 20 đạo thương ảnh đánh trúng chính xác lôi đình chi mâu chân chính, mượn đó làm lệch đi thứ kích của lôi đình chi mâu sự nắm chắc đối với lực lượng và thời cơ quả thực là xuất thần nhập hóa mà mục tiêu tiêu còn chưa kịp khiếp sợ chỉ thấy thạch phong ở trong sân thi đấu sau khi bước ra một bước thì lại đột nhiên lại biến mất biến mất à kinh vô mệnh nhìn thấy thạch phong biến mất lập tức dùng ra toàn phong trảm càng quét xung quanh phạm vi bán kính 10 m đều không thoát được ken nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha